Quảng cáo game và thực tế khác nhau thế nào? Phần số 3. Hôm nay mình có lướt phở bò và thấy một quảng cáo khá là hay về game Pokemon. Trong video, Ash lựa chọn một trong 7 Pokemon khởi đầu, nhưng có vẻ hơi lạ, Misty nhìn không bình thường. Trong 7 quả cầu Pokemon thì gồm có Lucario, Garchomp, Greninja, nhưng Ash lại chọn Misty và ném quả cầu vào đầu cô ta, khiến cho con Bulbasaur không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn mặt Ash trông khá là gian. Mình có lấy về chơi thử xem thế nào. Khởi đầu thì ở game chơi theo màn hình dọc và lựa chọn nhân vật nam hoặc là nữ. Đồ họa thì giống kiểu chibi và nhìn giống mấy game Pokemon trên Game Boy hơn. Có khi còn không bằng. Pokemon thì bé tí và nhìn cực kỳ xấu luôn. Còn không được tự do di chuyển. Game sẽ tự động tìm quái hoặc là NPC để chiến đấu. Kiểu dạng này thì gacha là không thể thiếu. Để lấy Pokemon mạnh thì chỉ có nạp vào game mà thôi. Không được thoải mái bắt Pokemon mình thích thì đúng là thất vọng. Thôi thì xóa ngay vào luôn. Không hẹn gặp lại.